Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình chủ nhật ngày 2 tháng 1 năm 2022. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổng kết nhiệm vụ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các hộ trồng hoa, cây cảnh thành phố Hưng Yên chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Huyện Phù Cừ làm tốt công tác thủy lợi, góp phần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Bảo vệ sức khỏe người cao tuổi trong bối cảnh dịch bệnh. Huyện Yên Mỹ đạt nhiều thành tựu sau 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Quý vị và các bạn, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa tổ chức tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2021. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo hội nghị. Năm 2021, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao. Chủ động đôn đốc các ngành đơn vị liên quan tham mưu đề xuất các nội dung chương trình thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã tiếp nhận xử lý trên 30.000 văn bản đến, phát hành trên 8.700 văn bản đi. Tham mưu giúp việc đắc lực cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh, thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại, công tác tiếp công dân, công tác kiểm soát, cải cách, giải quyết thủ tục hành chính. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn yêu cầu năm 2022, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao kỹ năng ứng dụng tin học trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là khâu xử lý văn bản đảm bảo chất lượng, giảm giấy tờ hành chính, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, nâng cao chất lượng xây dựng và quản lý các chương trình công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đảm bảo phục vụ tốt, đạt hiệu quả cao. Công tác tham mưu giúp việc các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đảm bảo kịp thời đúng quy định của pháp luật, tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng công việc, xây dựng tác phong, nề nếp làm việc khoa học, văn hóa công sở, vận hành bộ máy văn phòng khoa học chặt chẽ, hiệu quả. Chỉ còn một tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hiện các nhà vườn trồng hoa cây cảnh trên địa bàn thành phố Hưng Yên đang tấp nập chuẩn bị sẵn sàng cung ứng hoa, cây cảnh phục vụ thị trường Tết. Mặc dù đang trong những ngày nghỉ Tết dương lịch, song anh Hiếu vẫn ra vườn chăm sóc cho vườn đào cảnh và đón khách đến tham quan mua đào. Năm nay, gia đình anh có 300 gốc đào phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, chủ yếu đào thất thốn, đào bích, đào phai. Lường trước khó khăn do dịch bệnh COVID-19, gia đình đã đẩy mạnh chăm sóc, tạo thế để cây đào được đẹp hơn, đồng thời đẩy mạnh quảng bá, bán hàng trên các trang mạng xã hội. Nhờ đó, thời điểm hiện tại đã có 30% đào được khách hàng đặt mua. Những năm trước ấy, thì mình hay đi lên Văn Giang hoặc lên trên Nhật Tân để chọn, nhưng mà mấy năm gần đây là mình có để ý là khu vực Quảng Châu có những vườn đào rất đẹp. Ngày hôm nay là mình cũng đến chọn một hai cây về để trưng bày. Với kinh nghiệm tạo ra cây cảnh vừa cho thế hoa đẹp quả đều, nên dù còn hơn một tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán, song hiện tại nhà vườn Mạnh Hiền, khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu đã có khách tới lựa chọn và đặt mua. Anh Mạnh cho biết, để xuất bán được hết gần 3.000 gốc cây cảnh, bao gồm cả đào quất bưởi, gia đình đã đẩy mạnh chăm sóc ngay từ trong năm. Ngay từ đầu tháng 11, gia đình chúng tôi đã chủ động lên những phương án để mà quảng bá cái sản phẩm của mình. Ví dụ như là lập kênh YouTube và một số các kênh xã hội khác. Đáp ứng nhu cầu thị trường, hiện thành phố Hưng Yên có hàng trăm hộ nông dân ở các xã Quảng Châu, Hồng Châu, Hồng Nam, Phú Cường trồng trên 200 hecta hoa cây cảnh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, tạo nên những cây cảnh có thế và hoa đẹp. Dù không tránh khỏi nỗi lo biến động thị trường do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các hộ trồng hoa cây cảnh thành phố Hưng Yên vẫn luôn kỳ vọng về một vụ mùa bội thu, góp phần mang sắc xuân, Tết ấm no đến với mọi nhà. Thời điểm này, một số vườn bưởi trên địa bàn xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ cũng đang tập trung thu hoạch quả, chuẩn bị bưởi cảnh để phục vụ thị trường Tết. Gia đình ông Trần Doãn Sự ở thôn Nội Lăng, xã Thủ Sĩ hiện có hơn 4 hectare trồng bưởi. Trong đó,
Ngoài diện tích bưởi diễn, bưởi da xanh, ông còn hơn 2 mẫu đất trồng bưởi cảnh. Theo ông cho biết, nhìn chung thời tiết năm nay thuận lợi và hầu hết các gốc bưởi đều sai chữ quả nên bắt đầu từ tháng 11 âm lịch đã có thể cho thu hoạch với giá bán hiện dao động từ 10.000 đến 13.000 đồng một quả bưởi diễn và từ 25.000 đồng đến 27.000 đồng một kg bưởi da xanh. Thời điểm này, nhiều khách đã đến xem và chọn mua bưởi cảnh để làm quả biếu hoặc chơi Tết với giá dao động từ 1 triệu đến 20 triệu đồng một cây tùy loại kích cỡ. Ngoài gia đình ông Dự ở thôn Thống Nhất, xã Thủ Sĩ cũng có gần 10 gia đình trồng bưởi với diện tích lớn từ 1 đến 2 hectare cũng đang bắt đầu cho thu hoạch và bày bán bưởi cảnh dịp Tết đem lại thu nhập cao. Để đảm bảo sản xuất vụ đông xuân 2021-2022, thời điểm này huyện Kim Động đã cơ bản hoàn thành kế hoạch nạo vét thủy lợi tỉnh giao. Năm nay, huyện Kim Động có kế hoạch gieo cấy hơn 3.800 ha. Ngay khi có kế hoạch tỉnh giao, xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện đã tập trung thực hiện nạo vét các kênh tiêu, kênh dẫn, hố hút, kênh tưới và xây dựng các phương án chống hạn cho vụ sản xuất. Đến nay, 28 tháng 12, toàn huyện đã thực hiện nạo vét được gần 9.000 mét khối, cơ bản hoàn thành theo khối lượng tỉnh giao. Cùng với đó, huyện Kim Động hỗ trợ mỗi địa phương 18 triệu đồng phục vụ công tác thủy lợi, nạo vét các kênh xương cá, kênh nội đồng dẫn nước về mặt ruộng với khối lượng trên 50.000 mét khối, đảm bảo lấy nước đoài đợt 1 ngày 4 tháng 1 theo kế hoạch. Thưa quý vị và các bạn, là địa phương có diện tích đất nông nghiệp nằm ở vùng trũng nhất tỉnh, những năm gần đây huyện Phù Cừ đã quan tâm làm tốt công tác thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nhất là công tác chuyển đổi cây trồng và đã góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thôn Kim Phương là khu vực có mặt bằng canh tác trũng thấp nhất của xã Minh Tiến nói riêng và huyện Phù Cừ nói chung. Tuy nhiên, những năm gần đây, bên cạnh sự hỗ trợ của cấp trên, địa phương đã huy động sức dân để nạo vét thủy lợi nội đồng. Hiện nay, hệ thống kênh mương các xứ đồng của thôn đều thông thoát, đáp ứng tốt cho việc canh tác chuyển đổi gần 50 hectare vải lai chín sớm. Cái hệ thống mương máng trước đây là rất là khó khăn, động mưa cái là ngập, nhưng 2, 3, 4 năm nay rất là tốt. Đấy, chúng tôi trồng cây thì không bao giờ bị ngập nữa. Hệ thống mương máng từ kênh xương cá cho đến ra đến ngòi rồi đến sông chính rất tốt. Trước đây, việc tiêu thoát nước ở các xã phía nam của huyện Phù Cừ còn gặp nhiều khó khăn do chưa có sự kết nối đồng bộ với hệ thống kênh Bắc Hưng Hải. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, bằng việc quan tâm mỗi năm nạo vét hàng chục nghìn mét khối bùn đất kênh mương nội đồng và thường xuyên nâng cấp bảo dưỡng hệ thống hơn 60 cụm bơm, huyện Phù Cừ đã tự đáp ứng được việc tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp. Chuẩn bị lấy nước phục vụ cho sản xuất vụ xuân năm 2022, huyện đã xây dựng kế hoạch nạo vét gần 50.000 mét khối bùn đất. Hiện nay, việc nạo vét từ nguồn huy động nhân dân tự làm đã cơ bản hoàn thành và dự kiến vượt kế hoạch. Đối với hệ thống thủy lợi mà được nạo vét thì cái việc tưới tiêu, đặc biệt là trong cái công tác chỉ đạo áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho nhân dân được rất là thuận lợi. Điều tiết được trong cái giai đoạn sinh trưởng của cây trồng, đối với đặc biệt là cây lúa, năng suất lúa hàng năm tăng lên rõ rệt so với chưa tổ chức nạo vét được điều tiết trước. Chúng tôi trong những năm qua cũng đã quan tâm đầu tư toàn diện trong phát triển nông nghiệp, trong đó đặc biệt chú trọng để cải tạo và sửa chữa, nâng cấp cái hệ thống thủy lợi phục vụ tốt cái nhu cầu sản xuất của diện tích cây lúa cũng như là cây ăn quả, tránh ngập úng cũng như là đảm bảo cái tưới tiêu thuận lợi. Chính sự quan tâm của chính quyền các cấp cùng với sự nhất trí đồng thuận của người dân trong công tác làm thủy lợi đã giúp ngành nông nghiệp huyện Phù Cừ những năm gần đây có sự phát triển nhanh chóng, hình thành được những vùng sản xuất chuyên canh cây ăn quả, rau màu, nuôi trồng thủy sản, mang lại giá trị kinh tế cao. Năm 2021, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp huyện Phù Cừ tăng 3,6% so với năm 2020. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu mô hình bệnh tật và một số yếu tố liên quan của người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà. Đề tài do Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà chủ trì thực hiện trong 3 năm đã tiến hành nghiên cứu mô hình bệnh tật của bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện giai đoạn 2018-2020 và đưa ra các kết luận quan trọng như tỷ lệ nam giới điều trị có xu hướng cao hơn nữ giới. Nhóm bệnh nhân trên 60 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất, thời gian điều trị nội trú trung bình từ 5 đến 10 ngày. 5 chương bệnh phổ biến nhất là bệnh hô hấp, bệnh hệ thần kinh, bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng, bệnh cơ xương khớp, chấn thương ngộ độc.
Năm bệnh phổ biến nhất là viêm phổi, đục thủy tinh thể, bệnh amidan và VA mạn tính, viêm ruột thừa cấp, viêm phế quản cấp. Từ đó chỉ ra những mối liên hệ giữa giới tính, tuổi, nơi cư trú đến các bệnh thường gặp. Đây là đề tài có giá trị thực tiễn cao, giúp định hướng trong việc xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho nhân dân một cách toàn diện, phân bố nguồn lực hợp lý để phòng chống có trọng điểm những bệnh thường gặp. Trong những ngày này, thời tiết rét đậm, nhiệt độ xuống thấp ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người và đặc biệt là người cao tuổi khi sức đề kháng và hệ miễn dịch đã suy giảm. Do vậy, gia đình và bản thân người cao tuổi cần chú ý thực hiện nhiều biện pháp nhằm đảm bảo sức khỏe trong mùa đông. Đều đặn mỗi sáng, cụ nuôi 94 tuổi ở thôn Triều Dương, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ đều thực hiện xông mũi, họng bằng máy chuyên dụng. Ngay sau đó là bổ sung bữa phụ bằng một cốc sữa ấm. Vào khoảng 9 giờ sáng, có bệnh nền và huyết áp, phổi và tiểu đường, nhưng nhờ chú ý giữ gìn sức khỏe và thực hiện giữ ấm cơ thể, bổ sung dinh dưỡng khoa học từ con cháu, nên cụ vẫn không chịu ảnh hưởng nhiều của thời tiết lạnh sâu hiện nay. Trong phòng của cụ là gia đình lúc nào cũng phải giữ độ ấm, hai nữa là cũng có máy sưởi về ăn uống dinh dưỡng là thường xuyên là thay đổi món ăn sữa và hoa quả. Qua ghi nhận tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên lượng bệnh nhân nhập viện giảm. Song số lượng bệnh nhân cấp cứu do các bệnh về hô hấp, đột quỵ, tim mạch, huyết áp ở người cao tuổi có dấu hiệu tăng. Ngoài ra, sự chủ quan khi có các triệu chứng ho, sốt của người bệnh, nên các bệnh nhân nhập viện thường trong tình trạng nặng, điều trị dài ngày. Với người già thì các cơ quan nội tạng trong cơ thể đều suy giảm, đặc biệt vào thời tiết khi thay đổi từ nóng sang lạnh hoặc từ lạnh sang nóng, nó một cách đột ngột. Thì nó sẽ co mạch đột ngột thì dễ dẫn đến tình trạng là tăng huyết áp đột ngột, tai biến, nhồi máu cơ tim và dễ xâm nhập bởi vi khuẩn hoặc là những loại virus nhiều hơn. Và để phòng tránh những cái bệnh mà hay gặp trong thời tiết lạnh này, người cao tuổi phải giữ ấm nhiệt độ cho cơ thể, luyện tập thể dục thể thao, chế độ ăn uống. Người cao tuổi nên ăn nhiều protein, ăn nhiều glucid, đặc biệt là ăn nhiều mỡ để nó giải phóng ra năng lượng, đảm bảo được cho hoạt động của cơ thể, tránh rượu bia chất kích thích. Dự báo trong mùa đông năm nay vẫn còn những đợt rét đậm, rét hại kéo dài, nên việc đảm bảo sức khỏe cho mọi người, đặc biệt là người cao tuổi vẫn luôn cần được chú trọng, nâng cao, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, lây lan nhanh trong cộng đồng hiện nay. Để thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh COVID-19 trong điều kiện bình thường mới, khi khẩu trang là vật bất ly thân đối với mỗi người, nhưng để nhận biết được những chiếc khẩu trang đạt tiêu chuẩn và giúp cho mọi người nâng cao hiệu quả phòng dịch là điều không hề dễ dàng. Qua thử nghiệm nhỏ cùng chuyên gia kỹ thuật về sản xuất khẩu trang của công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe VG Healthcare trên địa bàn xã Tân Dân, huyện Khói Châu cho thấy, các khẩu trang không có nhãn hiệu, không có địa chỉ sản xuất ghi trên sản phẩm đều có các lớp bên trong không đảm bảo theo quy định chung của ngành y tế về khẩu trang phòng chống dịch. Có sản phẩm dùng cả giấy thấm nước thay vì vải màng lọc công nghệ chống giọt bắn theo quy định. Khẩu trang mà đạt chất lượng thì dựa vào mấy tiêu chí sau đây. Đầu tiên là trên hộp bao bì sản phẩm thì sẽ phải được in rõ nét và phải đầy đủ các chứng nhận, chứng chỉ. Cái thứ hai, khi đeo sẽ phải cảm thấy là dễ chịu, không gây kích ứng. Thứ ba, trong chiếc khẩu trang nó sẽ phải được có cấu tạo 3 lớp. Lớp ngoài cùng là lớp kháng giọt bắn. Lớp giữa thì sẽ là lớp lọc Melflon để lọc khuẩn. Và lớp trong cùng sẽ phải được lớp mềm mại nhất. Làm sao mà khi sờ mình sẽ cảm thấy nó rất là mềm và có độ thấm hút nước một chút. Để giúp người tiêu dùng có sản phẩm đảm bảo, nâng cao hiệu quả phòng dịch, từ giữa năm 2020, công ty cổ phần VG Healthcare đưa vào hoạt động dây chuyền sản xuất khẩu trang với tổng vốn đầu tư trên 5 triệu đô la Mỹ, đạt các tiêu chuẩn từ quy trình sản xuất đến sản phẩm thuộc lĩnh vực dụng cụ y tế. Hiện 3 dòng khẩu trang của công ty là khẩu trang y tế, khẩu trang trẻ em và khẩu trang vải công nghệ đều đạt tiêu chuẩn theo quy định về khẩu trang y tế của Việt Nam, đạt tiêu chuẩn châu Âu, tiêu chuẩn Hoa Kỳ do Trung tâm An toàn Lao động, OSC kiểm nghiệm với hiệu suất lọc khuẩn lên tới 98%. Nhà máy có công suất tối đa 3 triệu sản phẩm một ngày. Với những kết quả đạt được là cơ sở để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, khi mà khẩu trang được coi là vật dụng rẻ tiền nhưng lại có hiệu quả cao cho công tác phòng dịch COVID-19.
Vừa qua, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên đã trao tặng 11 bộ máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Văn Giang. Trước đó, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng với Hội Doanh nghiệp các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức trao tặng gần 140 bộ máy tính cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương trong tỉnh. Tổng số máy tính trao tặng trị giá gần 600 triệu đồng. Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình Sóng và máy tính cho em, giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm dụng cụ đáp ứng điều kiện học trực tuyến. Cũng tại buổi trao tặng, nhiều doanh nghiệp, đơn vị đã ủng hộ và tặng một số phần quà khác nhau tới tận tay các em học sinh. Sau 2 tuần thực hiện đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm, lực lượng công an tỉnh đã điều tra làm rõ nhiều vụ việc có phần đảm bảo an toàn trật tự xã hội. Trước mắt là những ngày nghỉ Tết Dương lịch. Thời điểm này, các lực lượng công an trong tỉnh đều đang rất tích cực tập trung cho công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, kiềm chế sự phát sinh các vi phạm tội phạm gây mất trật tự an ninh, đã đấu tranh triệt phá được một số vụ việc điển hình như công an huyện Yên Mỹ đã bắt giữ xử lý 9 vụ tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy với 11 đối tượng, phá 2 chuyên án đánh bạc tín dụng đen với 5 đối tượng và 1 vụ trộm cắp tài sản. Chỉ đạo công an các xã thị trấn cũng như các đội nghiệp vụ công an huyện tập trung áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh mạnh với các loại tội phạm trên địa bàn cũng như là các loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen, đặc biệt là các loại tội phạm lừa đảo trên mạng. Bên cạnh đó thì công an huyện cũng tiếp tục mà triển khai và áp dụng đồng bộ các biện pháp để kiểm soát và kiềm chế cái việc mà lây lan cái dịch bệnh COVID ở trên địa bàn. Các huyện, thành phố, thị xã và các lực lượng khác đều đã xây dựng và triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh ngăn ngừa tội phạm. Ngày nào, lực lượng cảnh sát cơ động cũng đảm bảo 100% quân số trực, tuần tra kiểm soát trong đêm trên tất cả các tuyến đường từ thành phố đến các làng quê. Qua tuần tra, đêm 27 tháng 12 vừa qua, lực lượng này đã phát hiện bắt một đối tượng thu giữ một khẩu súng tự chế trên địa bàn xã Bình Kiều, huyện Hoài Châu và kịp thời ngăn chặn được một số vụ thanh niên đua xe. Thành lập 3 tổ đặc biệt của giám đốc công an tỉnh phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động trong công tác tuần tra kiểm soát các địa bàn trọng điểm, đặc biệt là các địa bàn giáp ranh với tỉnh nhà chúng ta. Trong 2 tuần ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh cũng đã phát hiện xử lý 60 trường hợp vi phạm, trong đó có 10 trường hợp chở quá tải, 19 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 31 trường hợp chạy quá tốc độ, xử phạt gần 420 triệu đồng, tạm giữ 22 phương tiện, tước 29 giấy phép lái xe các loại. Quyết tâm của các lực lượng là đảm bảo an toàn, an ninh trật tự cho nhân dân, nhất là trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch cũng như thời gian từ nay đến hết Tết Nguyên đán năm 2022. Quý vị và các bạn, sau gần 3 năm tỉnh Hưng Yên được tái lập, huyện Yên Mỹ cùng với các huyện Văn Lâm, Mỹ Hào được tách ra từ huyện Mỹ Văn. Những năm qua, huyện Yên Mỹ đã khắc phục những khó khăn về kinh tế, cơ sở vật chất và gặt hái được nhiều những thành tựu trên các mặt của đời sống xã hội. Năm 1999, mới tái lập cơ sở hạ tầng của huyện Yên Mỹ còn nghèo nàn, lạc hậu, thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 3,2 triệu đồng một năm. Tỷ lệ hộ nghèo là hơn 11%. Trước những khó khăn đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Mỹ đã đoàn kết phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tập trung mọi nguồn lực đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông, tạo tiền đề để phát triển kinh tế. Khi mới tái lập, Yên Mỹ chưa có dự án đầu tư, nhưng sau 23 năm tái lập, huyện Yên Mỹ đã có 6 khu công nghiệp là Phú Nuôi A, Phú Nuôi B, khu công nghiệp Dệt May, khu công nghiệp Thăng Long 2, khu công nghiệp Yên Mỹ 2, khu công nghiệp Vigracera, hàng trăm doanh nghiệp đi vào hoạt động, tạo công an việc làm ổn định cho hàng vạn lao động trong và ngoài huyện, hình thành vùng sản xuất lúa chuyên canh cây ăn quả, vùng trồng rau an toàn tại các xã Hòa Long, Việt Cường, Yên Hòa, Yên Phú. Hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của huyện đạt khoảng 11%, thu ngân sách đạt gần 560 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người tăng gần 20 lần so với năm 1999. Tỷ lệ hộ nghèo giảm gần 1,6%, công tác y tế, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều tiến bộ. Quản lý hành nghề y dược tư nhân được tăng cường, nhất là việc phòng chống dịch bệnh. Sự nghiệp giáo dục có sự chuyển biến tích cực cả về quy mô và chất lượng đào tạo. Quý vị
và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, trên website hungyentv.vn. Và bây giờ chương trình xin được chuyển sang phần tin quốc tế.